Nhật ký Vương Khánh Hưng ngày 8 tháng 7 năm 2023. Hello, chào. Chào buổi sáng. Good morning everyone. Trời sáng rồi. Tôi đi kể chuyện, làm exercise, kể chuyện. Trước hết là chải tóc. Chải tóc. Vừa làm, vừa chụp hình selfie, tự chụp hình. Xé lịch. Ngày mới. Bữa nay là thứ bảy, 8 tây tháng 7 năm 2023, âm lịch là 21 tháng năm đủ, năm Quý Mão. Dò tờ giấy. Rèn luyện nội lực trên các đầu ngón tay. Mười lăm phút nữa, 6 giờ. Dọn dẹp chỗ ngủ. Một ngày mới bắt đầu. Săn sóc đôi chân. Rửa chân. Lau chân.
giống như là vô nhớt cho các bánh xe. Bánh xe được vô nhớt bơm cứng thì nó mới chạy tốt. Hai bàn chân giúp cho người ta di chuyển, mở rộng cái mặt bàn hoạt động. Quan sát cái lòng bàn chân cũng biết được nhiều thứ ở trong nội thân. Massage hai cái đầu gối. Chà dầu nóng. Với hai bàn tay, sự hiểu biết, chúng ta có thể tự phục vụ mình giống như là những chuyên gia xoa bóp. Tai làm theo ý, một, hai, ba, bốn, năm, đứng một chân. Ổn định lục phủ ngũ tạng.
áp mái lạnh. Mở cửa lấy gió ở dưới trời phía sau. Tạo ra cái dòng không khí đối lưu ở trong phòng. Để có dòng không khí đối lưu, tôi dùng quạt. Lào má. Tăng sức chịu đựng. Tự chụp vài tấm hình để dùng cho môn diện chẩn. Xong. Buổi sáng tôi làm exercise
tự chụp cho mình những tấm hình tự tạo hình, tự chụp hình. Chụp hình là một hình thức tự mình khám phá ra những thay đổi trong nội thân. Bình an, quay vòng vòng ở trong phòng cũng tự mình chụp được một chùm hình để dùng cho môn diện chẩn. Diện chẩn là xem hình tướng để phát hiện những biến đổi ở trong nội thân. Xem độ hồng của tai, độ bóng của các móng tay để biết được khí lực trong nội thân vào. Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi sáng. Bữa nay trời ui ui nhiều mây. Đây là bông khế. Bông rụng nó sẽ cho ra trái khế. Cái cây khế có dài trái khế
dành cũng vui vui. Bây giờ thì tôi đi ra đầu hẻm để mua trái dừa, trái dừa xiêm. Vừa đi vừa ghi hình kể chuyện. Open the door, mở cửa. Bên kia là nhà của chị Phón treo hai cái lồng đèn. Nhà có người mất. Chào nha. Bây giờ đi ra ngoài mua dừa. Trời ui ui đầy mây. Vừa đi vừa cho cái điện thoại quét qua quét lại để lấy hình. Tôi đang thực hành cái môn diện chẩn. Tự mình đi phát hiện những cái cảnh đẹp trong tự nhiên. Cái đẹp bằng bạc ở mọi người. Con hẻm dẫn ra đường Nguyễn Trãi. Nắng chói chang. Ở đây người ta nuôi chim. Nuôi chim ở trong lòng. Nó hót suốt ngày. Tôi đã ra đến đầu hẻm. Người ta vẽ hình ở trên vách. Mô tả một cái cuộc sống tươi vui. Có dừa. Đó rồi, chặt cho anh trái dừa đi. Dừa tới rồi. Đây là thôi để đó lát tôi lấy, tôi trả tiền. Oh.
chỉ 20, khối là 8.000. Đi lòng vòng để ghi hình cảnh đường phố Nguyễn Trãi buổi sáng. Xe cộ trên đường, nhiều người ghé lại lấy nước dừa. Dừng lại ở đây tập thể dục. Khí công vận hành 10 đầu ngón tay. Chụp cho mình vài tấm hình. Chụp hình là một cái thú. Bữa nay là ngày nhiều mây, trong ngày chắc có mưa. Xe trên đường vô nhà. Đây là vừa sim nè. Vô nhà. Mỗi ngày mua một trái vừa sim để có chuyện kể. Chào. Hello. Trời sáng 9 giờ mấy rồi. Bây giờ mới đi ăn sáng. Qua nhà bếp coi bữa nay con tôi cho ăn cái gì. Tôi đã qua nhà bếp rồi nha.
Bữa nay ăn sáng cho món bún mắm Campuchia. Nước mắm, nước lèo. Lấy cái chén nhỏ. Đây. Ăn thì phải có ớt chanh. Chanh thì chua, ớt thì cay. Trong lưỡi mình thì có 5 cái sensor mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Mặn là muối, ngọt là đường, chua là chanh, cay là ớt, đắng là rau đắng. Đây, rau đắng là ớt, đắng nè. Đắng. Một cái món ăn đầy đủ là phải có chua nè, chua là chanh, ớt này, cay. Nước me. Nước me. Có nước mắm nữa, thật ra mặn. Chanh là bỏ hột. Bây giờ là cá. Đây là bún mắm Campuchia. Thật ra nó đơn giản hơn. Đây là rau. Rau đắng. Giá. Bông súng. Cọng súng. Rau muống. Rồi có đậu nữa. Đậu que nữa. Đậu que. Campuchia có đậu que. Tôi đang làm nóng. Chua. Bây giờ là bỏ bún vào luộc. Mua về thì chừng nào ăn á thì mình mới tự làm. Xong rồi tắt lửa. Đổ ra tô. Nặng chanh. Nước chấm. Bây giờ là lao thao tờ. Y
vô nhà bếp thì nghe tiếng dao với thớt. Như vậy là tôi đã có tô bún mắm nấu theo kiểu Campuchia về phòng. Tôi đã về phòng. Bây giờ dọn bàn. Đổ cà phê vô là có cà phê đá. Là có cà phê đá. Tôi còn nửa ổ bánh mì. Ăn luôn nửa ổ bánh mì coi như là ăn bữa trưa. Vừa ăn vừa nghe tin tức. Tôi coi YouTube. Coi YouTube. Những chương trình mà tôi đã tải về. Đây là Dê Lệnh. Rồi Trương Chân Quỳ nói về cuộc chuyến thăm Trung Quốc của Dê Luyện. Dê Luyện gắn vào đây. Vừa ăn vừa nghe tin tức. Nói về vấn đề bom chùm Mỹ sắp viện trợ cho Ukraine. Nếu mà viện trợ bom chùm cho Ukraine, cuộc sát thương sẽ rất là dữ dội. Trương Chân Quỳ giải thích lý do tại sao Trung Quốc không kéo cái chiếc tàu phế liệu này ra khỏi một cái đảo Rỉnh Hải Châu. Bây giờ là giây phút and rồi. Đây là tô bún mắm. Đây là bún mắm nấu theo kiểu Campuchia. Nói chung thì món nào phần rau cũng rất là nhiều. Đó là đặc trưng của món ăn ở Việt Nam.
uống cà phê đá. Ngon. Có ở trên trời có cái móng chuồn, có móng chuồn, có cho đó là cái điềm lành. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Tôi cần cái tuyến để nước lèo đừng có dâm vô mắt. Làm thành mắm, tức là mắm cá lóc. Sao đắng. Có mà Lưu Hạc ra nữa, lão tướng Lưu Hạc. Đậu que. Ở cài. Bánh mì. Bánh mì cho nó thấm nước lèo. Ăn rất là ngon. Ngậm vô miệng thì nó tan ra. Đây, cho nó nắm nước lèo. Có rào đắng không? Thường thì mùi đắng á, nít ăn được. Nít cũng thích đắng, nít thì thích ngọt. Sữa mẹ ăn ngọt, thành ra con nít là thích ngọt. Thuốc thì đắng. Về già ai cũng uống thuốc, thành ra phải làm quen với cái vị đắng. Cá lóc làm thành mắm. Cứ ăn từ từ, không có gì vội vã, vừa ăn vừa tìm ý tưởng, vừa kể chuyện. Ví dụ như là ngậm bánh mì nó tan ra, vừa qua gọi là hoành thánh. Thánh là thôn là nuốt, hoành là vân là mây. Hoành thánh là nuốt mây, tức là ngậm vô miệng nó tan ra giống như là mình ngậm mây vậy. Thành ra gọi là hoành thánh.
Uống cà phê. Nói về chất hiếm. Tôi đang ăn sáng. Sáng trễ. Với món bún mắm. Đậu què. Cá lóc là mắm. Giống như nước mè, ớt. Rau đắng, bún. Bánh mì. Cho nó thấm như nước lèo. Vừa ăn vừa nghe tin tức, nghe thời sự. Cho bánh mì thấm với nước lèo. Bỏ vô miệng thì nó tan ra giống như ngậm mây. Kêu là hoành thánh. Cá lóc là mắm. Nhắm vào me ớt. Cá lóc, mắm. Ăn thịt cá lóc. Uống cà phê đá. Bữa trưa để uống nhiều sim. Tôi sẽ từ từ ăn hết cái tô bún mắm Campuchia của mình. Chào. Trời sáng rồi. Buổi sáng trời đột nhiên cho cơn mưa. Lúc này trời đang cho cơn mưa. Tôi đi quét sân.
bài quét sân tắm mưa luôn. Mưa tạnh rồi. Đường cho đi quét sân. Tạnh rồi, mưa chỉ có một lúc thôi. Tạnh rồi. Tôi cũng quét sạch cái sân ở trước nhà mình. Vô nhà. Chỉ cần cơn mưa cho nước là quét sạch. Nắng đã lên.
Trời gầm. Mưa ít quá. Không đã. Lao khô. Nghe tiếng mưa rơi là lòng rạo rực. Thế là tôi lấy cái GoPro ra ghi hình. Và rồi có câu chuyện kể. Chào. Hello. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi trưa. Gần 1 giờ. Lúc này ngoài trời có những đám mưa theo mây. Lúc mưa lúc dừng. Người ta gọi là mưa giông. Theo chữ Hoa đó thì mưa là vũ. Vũ á, thì viết là như vậy. Là trên là trời. Vậy là mịt. Mịt là khoảng không gian mà người ta sinh sống trong đó. Từ trên trời rơi xuống nước là vũ. Vũ tức là mưa. Trời cao rơi xuống cái khoảng không gian chúng ta sinh sống trong đó. Những cái dòng nước thì đó là vũ. Vũ là mưa. Bây giờ tôi sẽ đi rảo một vòng dọc theo đường Nguyễn Trãi sau trận mưa để có câu chuyện nói về mưa. Tôi sắp ra đường Nguyễn Trãi. Vì
Nguyễn Trãi sau trận mưa. Mặt đường ướt sũng. Bên kia là đèn đỏ, hết xe tôi băng qua đường. Xe cộ trên đường Nguyễn Trãi sau cơn mưa. Căn nhà này cất mấy năm chưa xong. Phía sau tiếp giáp với nhà tôi. Nhà rất là cao. Mưa từng chập. Bột chìa bóc. Ở đây rất nhiều tiệm thời trang. Thời trang nam. Người ta tranh thủ bán trái cây. Ổi. Nước. Ngã tư Nguyễn Trãi Trần Bình Trọng. Đa số khách nước ngoài đi lòng vòng. Kitty by Cam. Tôi chờ đèn. Đèn xanh. Băng qua. Bán đồ nam. Đèn xanh, xe bắt đầu chạy.
đang ở trên lề đường đường Nguyễn Trãi. Vừa đi vừa tự ghi hình. Sau cơn mưa đường ướt đẫm. Tới đầu hẻm về nhà
nhân lúc trời mưa. Tôi xách cái điện thoại rảo một vòng cũng có được story, cũng có được câu chuyện. Vừa đi vừa tìm cảnh chụp hình. Rồi lại gầm nữa. Sắp có cơn mưa. Về tới nhà. Chào. Như vậy là tôi đã có câu chuyện. Câu chuyện đường Nguyễn Trãi sau cơn mưa. Chào bạn. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ bảy, 8 tây tháng 7 năm 2023. Âm lịch nhằm ngày 21 tháng 5 đủ năm Quý Mão. Ghé vào đây ăn tô cháo huyết. Thế vận hôm nay. Tài vận 51%. Việc học 66%, việc làm 58%, đạo Thiên Chúa, chuyện đào hoa 62%, chuyện tình dục 95%, an toàn 51%, buổi sáng bán phở, sức khỏe 70%, bán cháo huyết, tổng hợp 68%. Những chuyện làm được, những chuyện làm được hôm nay là gả cưới, thu nhận tiền vàng, đề thân đính hôn, là bán phở với cháu biết, du lịch, dọn nhà, nhập thất, đầu tư, nạp tài, ký kết hợp đồng, Trần Hưng Đạo, giao dịch, khai nghiệp, khai thị, khai công, phó nhậm, thử xe, mua xe. Do đó xe, những lúc đói bụng thì tôi lấy xe đạp. Sửa chữa kiến tạo, thăm viếng người thân, bạn bè. Ra đây ăn cháo huyết hay là ăn nhập phở. Học, cầu y, chữa bệnh, dựng trụ,
chỗ này có trạm lên kèo sửa chữa nhà kho động thổ phá đất mài áo vào áo tầng mường áo trúc thọ làm lúa hối báo miếu thờ thu dưỡng tài nhập nhân khẩu ủ rượu sửa chữa đê phòng mục dưỡng tạp xúc kinh lạc khởi chuyển thủ phong đường lâm chính thân dân thượng sách trọng. Ở đây người ta ghẻ những cái vật trắng làm phạt tuổi sùng khắc chỗ đậu cho xe hơi. Hôm nay là ngày của tuổi Mão con thỏ. Tuổi Mão con thỏ xung khắc giới tuổi Dậu con gà trưa nắng. Sinh tiêu tương hại bạn thấy tuổi Mão con thỏ hại tuổi Thìn con rồng. Tôi đi ngang lục hợp sinh tiêu tuổi Mão con thỏ lục hợp với tuổi Tuất con xưa. Chó tam hợp sinh tiêu tuổi Mão con thỏ tam hợp với tuổi Hợi con heo và tuổi Mùi con dê. Đây là nhà thờ họ Rạo Chợ Quán. Hương vị của các vị trưa các thần vắng trang hoàng rất đẹp. Hỷ thần ở hướng chính nam, phúc thần ở hướng chính nam, tài thần ở hướng chính tây, dương quý nhân ở hướng tây bắc, đi tắt đường âm quý nhân ở hướng chính tây. 120 chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Have a good day.